Chiều ngày 14 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến khảo sát tại Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Định Thành thuộc Tập đoàn Lộc Trời và làm việc với tỉnh An Giang về ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp. Tham quan các cánh đồng mẫu trồng các giống lúa mới của Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Định Thành, Thủ tướng đánh giá cao sự sáng tạo, đột phá của doanh nghiệp trong việc nghiên cứu các giống lúa mới, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, xây dựng lực lượng ba cùng, gắn kết liên kết với nông dân và các hợp tác xã xây dựng cánh đồng lớn. Thủ tướng cho rằng đây là cách làm mới nên tiếp tục tổng kết, nghiên cứu, nhân rộng, đó là nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, giá trị cao, đồng thời lưu ý các bộ ngành trung ương xây dựng hành lang pháp lý, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu khoa học công nghệ, khuyến khích những nghiên cứu mới ứng dụng vào thực tế sản xuất. Thủ tướng ủng hộ ý tưởng cho phép tích tụ ruộng đất của An Giang, tạo điều kiện ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tạo điều kiện cho nông nghiệp phát triển và hội nhập.